ALES, where you can be the best. Trong thời gian tới sẽ đạt được cái mục tiêu IELTS 8.0 để đi du học nhé. Được rồi. Ok chưa? Rồi, bắt tay cái quân nào. Nếu mà được có cơ hội để trở thành một thành viên và một phần của trung tâm ALES thì em rất muốn có cơ hội được apply vào trong ban media. Em cảm thấy cái môi trường làm việc ở đây rất là phù hợp với con người của em và em cảm thấy em có thể phát triển tốt hơn về bản thân trong cái môi trường như thế này. Cảm ơn.